thăng hàm đối với 3 cảnh sát giao thông hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm quyết định truy thăng quân hàm cho 3 cảnh sát giao thông Lâm Đồng hy sinh trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc khi đang làm nhiệm vụ. Chiều ngày 31 tháng 7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thường, quê quán, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cảnh sát viên trung cấp, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Lê Quang Thành, quê quán, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, nguyên phó đội trưởng, Công an tỉnh Lâm Đồng, truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí Lê Ánh Sáng, quê quán, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng. Cũng trong chiều ngày 31 tháng 7, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng một gia đình đối với gia đình 3 đồng chí thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình anh Phạm Ngọc Anh, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng. Khoảng 15 giờ ngày 30 tháng 7, một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng xảy ra trên đèo Bảo Lộc vùi lấp trụ sở chốt cảnh sát giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cùng 4 người và nhiều xe cá nhân, xe công vụ. 4 người gặp nạn gồm 3 cảnh sát giao thông đang làm nhiệm và 1 người dân tới hỗ trợ di chuyển đồ đạc. Thi thể của 4 nạn nhân đã được tìm thấy sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng và đồng đội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.